Xin được kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh bán hàng của bên em trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái mẫu xe mới nhất mà bên em sẽ quay giới thiệu tới anh chị hàng ngày. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Innova nữa bên em mới về. Một chiếc Toyota Innova được sản xuất năm 2008, số sàn bản G xịn nha anh chị nhé. Và chiếc xe này chưa qua taxi dịch vụ một ngày nào cả, tất cả là rất ok cho anh chị mua về sử dụng. Cái dòng xe 7 chỗ và em đang chào bán mức giá chỉ có trên 300 triệu một chút thôi. Vâng, 300 triệu một chút thôi, thì anh chị nếu nó có nhu cầu liên hệ với nhu cầu sở hữu cái chiếc Toyota Innova 2008 số sàn này thì liên hệ trực tiếp vào số máy của em Khanh là 0943622621 anh chị nhé. Vâng, sau đây em sẽ đi vào chi tiết toàn bộ cái chiếc xe Toyota Innova này để anh chị tham khảo cũng như là xem kiểm tra chất lượng của chiếc xe, và có nhu cầu thì đừng quên alo vào số máy của em Khanh để nhận những cái thông tin chi tiết nhất về chiếc Toyota Innova 2008 số sàn anh chị nhé. Về tổng thành bên ngoài của chiếc xe thì cũng như tất cả những chiếc xe khác bên em lấy uy tín, chất lượng và chất lượng của những chiếc xe mới lấy về để giới thiệu tới toàn thể quý anh chị bạn, cam kết cho anh chị là chiếc xe không có một lỗi gì trên chiếc xe này cả. Toàn bộ tổng thể bên ngoài là không có đâm xô tai nạn, khoang máy không ngập nước anh chị nhé. Tất cả rất là ok luôn anh chị. Thì em sẽ đi một vòng quanh thân vỏ để anh chị kiểm tra là chiếc xe tất cả những đường gân mép chỉ cũng như là về phần tổng thể bên ngoài của chiếc xe là không có bị lồi lõm, cong vênh hay méo mó bất kỳ ở vị trí nào trên chiếc xe này anh chị nhé. Anh chị có thể thấy đây, form dáng của chiếc xe rất là đẹp luôn anh chị ạ. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp nhé, cũng cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Vâng, thì bên em cũng có một chiếc Innova đang tại cửa hàng về cũng cách đây mấy ngày rồi, và hôm nay thì em lại về một chiếc nữa đây. Thì anh chị nếu có nhu cầu với chiếc một trong hai chiếc này thì hãy liên hệ trực tiếp vào số máy của em Khanh nhé, để được sở hữu một trong hai chiếc Toyota Innova em đang giới thiệu. Em còn một chiếc ở cửa hàng nữa, trong nhà đấy, còn chiếc này em đang giới thiệu đây. Thì chiếc xe này màn hình cam lùi đầy đủ hết anh chị nhé, cũng như cảm biến lùi sau xe đầy đủ anh chị ạ. Một chiếc xe bản G xịn, chưa qua taxi dịch vụ một ngày nào cả anh chị ạ. Rất là đẹp luôn, anh chị có thể thấy này, form dáng rất là đẹp. Tất cả nó rất ok nhé, đèn đóm, đèn của chiếc xe là hoàn toàn còn zin nguyên này, lốp láp, lốp sơ cua dự phòng đi theo xe đầy đủ, nên anh chị đi xa hoàn toàn yên tâm nhé. Còn ở dưới đây lốp xe này hoàn toàn là rất là mới này anh chị này. Đấy, lốp láp là còn rất là mới nhá. Đấy. Và cua lốp thì đây cũng đã có full cao su lon này, hoàn toàn là không có mục mọt gì cả. Gầm bệ thì chắc chắn. Sắt xi rất là sáng anh chị này. Sắt xi nó còn rất là sáng nhá. Đấy, gầm bệ của chiếc xe quá đẹp luôn anh chị ạ. Về bên trong nội thất của chiếc xe thì nó rất là tuyệt vời, cực kỳ là đẹp. Vâng, cực kỳ là đẹp nha anh chị nhá. Em cũng có một chiếc xe kia, Innova kia cũng rất là đẹp luôn anh chị ạ. Sạch sẽ, chiếc xe đây thì đẹp cực kỳ và hiếm có luôn anh chị ạ. Chiếc xe này cũng vậy. Nên anh chị có thể lựa chọn một trong hai chiếc xe Innova bên em, cửa hàng bên em đang có nhé. Đây là anh chị. Vâng, như anh chị có thể vào những cái video chi tiết tại kênh bán hàng của em chợ ô tô Kinh Môn để tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình một trong những cái dòng xe mà bên em giới thiệu lên kênh bán hàng. Để đâu anh chị sẽ chọn được một cái dòng xe phù hợp với bản nhu cầu, mục đích sử dụng của gia đình và bản thân. Một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi và rất là tuyệt vời, keo chỉ không mất phân nào, lốp láp là rất đẹp luôn anh chị này. Đấy, lốp sơ cua là ở đây, lốp cua lốp là hoàn toàn là không có mục mọt hay gì cả, tất cả rất đẹp luôn anh chị nhé. Về đầu trước thì anh chị thấy những cái mặt ca lăng cũng như là các pha cùng đèn pha của chiếc xe, đèn gầm, đèn sương mù, đấy là tất cả rất ổn, tất cả là hoàn toàn là còn nguyên bản của nhà sản xuất nhé anh chị nhé, hoàn toàn là không vấn đề gì. Một cái biển 15 thành phố Hải Phòng. Vâng. Đấy, tất cả bốn lốp là rất là đều nhau anh chị ạ, bốn lốp rất là đều.
Rồi, em đang chào bán với giá chỉ có trên 300 triệu một tí thôi nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số máy của em là 0943 622 621 để sở hữu cái mẫu Innova này. Vâng, em còn một chiếc nữa. Thì như em đã nói, em còn một chiếc Innova nữa thì các bác có thể không lựa chọn chiếc này hoặc là lựa chọn chiếc kia cũng được. Tất cả rất đẹp luôn. Về phần nội thất của chiếc xe thì da bọc ghế là rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, tất cả là ốc áp của chiếc xe này, ốc bản đề rất đẹp. Còn hoàn toàn là còn nguyên, không có bị động chạm gì cả. Chiếc xe không có một lỗi nhỏ nào nhé. Phần keo chỉ thì zin đến 4 cánh, không mất một phân nào. Đấy, các bác có thể thấy là táp ni rất là đẹp, sạch sẽ. Bên trong thì đây xe đã là dọn dẹp qua rồi, em đã cho dọn dẹp qua rồi nên là các bác chỉ mua về sẵn sử dụng thôi nhé, không phải là làm gì cả. Đây ạ. Về phải nói cái dòng Toyota Innova này thì nó cũng khá rất là rộng này, một dòng xe 7 chỗ là, phải nói là rộng nhất trong cái dòng xe 7 chỗ. Mà động cơ của cái dòng Innova này thì được trang bị động cơ xăng 2.0. Nếu các bác mà muốn mua dòng xe 7 chỗ gia đình sử dụng và mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải, cái dòng này thì nó chỉ ăn tầm khoảng 7-8 lít đến khoảng 9 lít trên 100 km thôi, 2.0. Thì lựa chọn chiếc Innova này là rất là phù hợp để gia đình sử dụng nhé. Rất là đẹp, không gian nội thất bên trong rất là đẹp và tất cả đằng sau xe thì cột kèo là hoàn toàn không vấn đề gì cả anh chị ạ. Hoàn toàn không vấn đề gì nhé. Lắp cốp là rất ok và không mất một phân keo chỉ nào cả. Đây thì em giới thiệu là lốp sơ cua dự phòng theo xe là đầy đủ đây anh chị này. Nếu anh chị đi xa thì hoàn toàn yên tâm nhé, đã có lốp sơ cua dự phòng theo xe này. Đây ạ. Bên trong thì nội thất của chiếc xe rất là đẹp, mà tổng thành thì nâng hạ kính thì đã toàn bộ bằng điện rồi. Cũng có khóa kính trung tâm và khóa cửa trung tâm đầy đủ nhé. Gương chỉnh điện thì ở đây này, gương chỉnh điện này. Đây. Và tất cả chân côn, chân phanh, ga của chiếc xe là dày dặn và cứng cáp. Đấy, trần thì đây vẫn còn ni lông bọc này. Đấy, mới toanh nhé các bác nhé. Mới toanh, rất là đẹp luôn. Bên đã màn hình cam nùi đầy đủ đây. Và chiếc xe này cũng được trang bị có túi khí cho ghế lái, một cái bản gờ xịn này, túi khí này. Và tất cả trang thiết bị trên xe đều hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, bác nào muốn xem xe trực tiếp cái mẫu xe Innova này thì liên hệ có thể đến cửa hàng em này tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, làm trên đường 388B thị xã Kinh Môn Hải Dương các bác nhé. Cửa hàng bên em thì cũng cách đường quốc lộ 5 cũ tầm khoảng 600-700m thôi. Tem mác là đầy đủ này các bác này, tem mác xe là đầy đủ nhé. Thì chỉ cách khoảng 600-700m thôi. Rất là mong muốn được các bác qua cửa hàng rồi xem trực tiếp những cái mẫu xe mà bên em giới thiệu lên kênh bán hàng. Và trên xe là có cả giá được, cũng đã có giá đỡ đây, cái giá lắp cái giá này để các bác mà đi đường xa, đi du lịch thì có thể để đồ thoải mái nhé. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020 này, đăng kiểm còn rất là dài luôn. Rồi thì em sẽ các bác cùng em đi vào kiểm tra cái phần động cơ của chiếc xe. Vâng, trên màn hình quý anh chị các bạn đang theo dõi là phần khoang động cơ của chiếc Toyota Innova này. Và với cái động cơ 2.0 thì như em giới thiệu là mức tiêu hao nhiên liệu nó vào khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km nữa nhé. Thì với dòng xe này thì các bác có thể gia đình sử dụng đi lại hoặc là kết hợp có thể chạy taxi thì rất ok với cái dòng Innova này. Xe đi khá là chắc chắn và lăn lành xe, thì phụ tùng thay thế thì khá là rẻ thôi. Và máy móc là hoàn toàn là ok nhé. Em sẽ để cho các bác xem. Đây, trên tay em là chìa khóa zin theo xe nhé các bác nhé. Chìa khóa zin theo xe này. Máy móc hoàn toàn là không có vấn đề gì cả. Máy nổ rất là ok nha các bác nhá.
bệ máy chắc chắn là máy hoàn toàn là không rung lắc này. Đấy, tất cả là ok là không có một cái lỗi nhỏ nào. Động cơ 2.0 rồi, quá là ok rồi. Vào dòng đầu trước là hoàn toàn là không có đâm xô gì cả nhé, tất cả dòng đầu là hoàn toàn nguyên bản này. Vâng, em đã giới thiệu xong chiếc Toyota Innova được sản xuất năm 2008, số sàn bản G xịn. Và nếu bác nào có nhu cầu liên hệ với chiếc Toyota Innova này thì liên hệ trực tiếp vào số máy của em Khanh là 0943622621. Em Khanh, ô tô cũ Hải Dương. Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh bán hàng của bên em trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở video tiếp theo.